Thơ tục giảng thanh bài số 4. Đố quý vị cái con này là con vật gì nha. Xin quý vị đừng nghĩ bậy. Em đến bên anh rất nhẹ nhàng, cho anh cảm giác thật hoang mang. Trên giường em quậy thân khao khát, dưới chiếu anh xoay xác lụi tàn. Sáng sớm dư âm còn vọng lại, đêm qua dấu vết vẫn chưa tan. Đêm nay anh thức chờ em tới, quyết chí đưa em đến địa đàng. Xin quý vị đoán thử xem con này là con gì. Xin quý vị đừng nghĩ bậy nha. Rồi bây giờ giải đáp nè. Đó là con muỗi, đúng không quý vị? Nghe lại nha. Em đến bên anh rất nhẹ nhàng, con muỗi đến bên anh rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cho anh cảm giác thật hoang mang. Hao câu đối của nó là: trên giường em quậy thân khao khát. Ở trên giường đó thì là cái con muỗi nó quậy rất là khao khát máu. Ở dưới chiếu anh xoay xác lụi tàn. Sáng sớm dư âm còn vọng lại, sáng sớm vẫn còn cái dư âm của tiếng o o của con muỗi. Đêm qua dấu vết vẫn chưa tan, đó nó bị chích đây nè. Nhưng mà đêm nay anh thức chờ em tới, quyết chí đưa em đến địa đàng. Địa đàng lại mà giết em chứ không phải là đến thiên đàng nha. Cảm ơn quý vị. Xin quý vị đón xem những bài thơ kế tiếp.